Xin kính chào quý ông bà, cha mẹ và các anh chị. Chương trình tin mừng hôm nay do giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện gồm có chia sẻ tin mừng với cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, thánh ca và tin tức công giáo. Sau đây, xin kính mời quý ông bà, cha mẹ và các anh chị cùng xem. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời cho các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng, và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Thưa anh chị em, năm 1985, nhân viên hải quan ở tại phi trường Los Angeles đã phát hiện ra có một cái vali rất là lớn, không có ai nhận, mà cũng có cái giấy tờ như thế nào để mà truy tìm. Cuối cùng thì người ta phải mở ra, và người ta đã tá hỏa tam tinh, bởi vì trong đó một cái xác đàn bà. Nhìn nhân dạng thì người đàn bà này có cái nét của cái vùng Trung Đông. Và rồi mấy ngày sau, người ta lại phát hiện ra có một đàn ông ở trên Sacramento đã tự tử, một người đàn ông Iran, Mahmoud Azazi. Và cảnh sát FBI không lâu đã nối kết và đã làm ra một cái câu chuyện. Đúng ra là người ta đã phát hiện ra cái câu chuyện nối kết giữa hai người này. Số là cái anh Mahmoud đó, anh ở bên Mỹ này một thời gian, sau đó khi có green card rồi, anh về bên Iran cưới vợ, và rồi là đưa vợ qua bên Tây Đức trước năm 1992-90, thì là còn Tây Đức, Đông Đức. Anh qua bên đó, và rồi là dự trù sẽ đáp chuyến bay qua Hoa Kỳ. Nhưng lúc bây giờ anh mới khám phá ra rằng anh có green card, anh có thể trở lại Mỹ, nhưng mà vợ của anh thì chưa được, phải có visa. Mà bây giờ qua cái thủ tục visa thì kéo dài lâu quá, chà, vừa thời gian vừa tiền bạc. Thành ra anh ta mới nảy ra ý kiến, một cái sáng kiến, đi mua một cái vali thật lớn, ló cái này thế kia cho vợ của mình vô trong đó, và có những cái gì đó cung cấp ở trong đó, đưa vợ lên máy bay, tất nhiên là trong cái khoang hành lý, rồi qua bên này. Mà lạ đến khi là anh nhận được cái vali đó, nhưng mà mở ra thì vợ chết rồi. Anh hoảng, anh bỏ lại và rồi trốn về Sacramento. Khi mà tới đó thì khủng hoảng như thế nào, anh tự tử chết luôn. Người ta nối kết và biết rõ được cái câu chuyện là như vậy. Giữa một người đàn ông chết ở trên Sacramento và một người đàn bà chết ở tại phi trường Los Angeles. Thưa anh chị em, nỗ lực tìm mọi cách để mà đi vào
được trong đất nước Hoa Kỳ này. Nhiều người đã làm lắm, chứ không phải là chỉ có cái cặp đàn ông đàn bà người Iran nữa đâu. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người cố gắng để mà vào được đất nước này. Người Việt Nam của chúng ta là cái thành phần ở trong đó. Biết bao nhiêu người đã tìm cách để mà thoát ra khỏi đất nước Việt Nam. Trước đây 20-30 năm thì tìm đường vượt biên, khổ cực biết bao nhiêu sự. Vũng Tàu, Phan Thiết, Cần Thơ, Sóc Trăng, bao nhiêu cái vùng đất đó là có những người là cày nát ấy rồi. Tìm đường đi cho được, có người đi không được. Rồi sau này có những cái cách thức khác mà người ta cũng phải trải qua để có thể tới được cái vùng đất mà người ta thấy là tốt hơn. Và có thậm chí có những người trả một cái số tiền rất là cao, phải trả giá rất là lớn, không phải giá bằng tiền mà có khi bằng bao nhiêu cái sự đau thương khác. Thưa anh chị em, muốn tới được cái đất nước này, người ta phải trả giá lắm, vất vả lắm, cực khổ lắm. Ngày hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta về một cái nước trời nó còn quan trọng hơn gấp vạn vạn lần cái đất nước Hoa Kỳ này. Có những người cứ tưởng như Hoa Kỳ là thiên đàng, bước vào một thời gian thì là thấy không phải như thế. Mặc dù có những người sau một thời gian thì thích nghi được và thấy nó có giá trị thực, nhưng thưa anh chị em, nước trời, thiên đàng còn giá trị hơn gấp bội. Mà rồi Chúa cảnh báo ngày hôm nay có những người tìm vào mà không vào được. Bây giờ làm sao để có thể vào được? Chúa chỉ cho con người ta phải đi qua con đường hẹp. Chúa không có trả lời với con, với những người hỏi Chúa có nhiều người được cứu độ tức là vào thiên đàng không? Chúa không có trả lời ôi nhiều lắm, mà không có, ít lắm, không bao nhiêu hết đó. Nếu mà không bao nhiêu thôi chứ mình dự đạo chắc gì mình được lọt vào trong đó. Mà nếu như vậy thì kẹt quá hả? Mất cả đời này, đời sau không nói làm gì, mất luôn cả đời này à. Cho nên thôi, nếu mà ít thì thôi, mình phải làm sao đó hưởng đời này hơn một chút chứ. Thế cho nên chúng mình nói ít thôi là sẽ tạo nên một cái sự phóng túng, buông thả cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà nếu mà Chúa nói nhiều lắm, vô quá chừng chừng, chắc phải khoảng chừng 95% thì thôi, chắc có nhiều người cũng sẽ phóng túng hơn nữa. Thế nào mới con được trong cái con số 95%, 90% nó đại khái. Nếu mà là nhiều, Chúa không trả lời nhiều hay ít, mà Chúa đưa ra một cái lời mời gọi, hãy đi qua cửa hẹp. Tức là mình cũng phải trả giá đó thưa anh chị em. Vào thiên đàng cũng trả giá đó, chứ không phải là cứ nói là cứ phẩn phởn rồi mà bước vào đâu. Bao nhiêu người mang một cái tâm thức như thế này thì quả là họ đang đánh mất đi chính họ ở nơi trần gian này và mất luôn cả cái phúc đời đời. Đừng có nghĩ là giáo hội hù dọa con người ta. Chính lời Chúa, giáo hội có nói cũng nói từ lời Chúa mà ra. Thế thì chúng ta được mời gọi hãy nỗ lực bước qua cửa hẹp. Cửa hẹp đó là như thế nào? Không phải là một cái sự chiến đấu, một cái sự cố gắng nỗ lực trong cái đời sống luân lý. Khi mà mình sống giữa một cái xã hội mà nó như thế là vô luân. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi nghĩ cái cửa hẹp đi tới cái đời sống cầu nguyện, mình trung thành với việc cầu nguyện mỗi ngày cũng là một cái cửa hẹp. Không biết anh chị em đang đi qua cái cửa hẹp đó. Nếu mà có rồi thì mình cũng hãy cố gắng để mà giúp cho con cái cháu chót của mình cũng đi qua cái cửa hẹp đó. Đi qua cái cửa hẹp cầu nguyện được và trung thành với nó thì mình sẽ có thể nói được rằng mình đang nắm nước trời trong tay. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người là ngay cả các em nhỏ thiếu cái gương sáng của người lớn, thiếu sự chỉ dẫn của cha mẹ, của ông bà. Nên cái việc cầu nguyện, học rất là nhiều, làm homework thì 3-4-5 tiếng gì cũng được,
thúc đẩy cho con đi không học kinh về tại nhà trường rồi còn học riêng rồi đó, là người kèm tới nhà rồi đủ sự lên đấy mà không kèm cho con cái cháu chắt của mình trong cái đời sống cầu nguyện thiêng liêng thì mình vẫn chưa có qua cái cửa hẹp mà Chúa mong muốn. Một vài cái gợi ý như vậy, và anh chị em ước mong chúng ta sẽ đáp lời mời của Chúa để nỗ lực đi qua cửa hẹp mà đi tới sự sống đời đời. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thực hiện những bước mạnh mẽ hơn và đồng bộ để tiêu diệt vi khuẩn Ebola và giúp hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Vào ngày 29 tháng 10, trong phần cuối của bài diễn văn đại chúng hàng tuần, Ngài nói: "Trong khi dịch Ebola trở nên tồi tệ hơn, tôi muốn bộc lộ sự quan tâm sâu sắc về cơn bệnh hiểm nghèo đang lan tràn trên lục địa Phi Châu, trong số dân đã chịu nhiều thiệt thòi." Đức Giáo hoàng Francisco dâng lời cầu nguyện và biểu lộ sự đoàn kết với người bệnh, các bác sĩ, y tá, thiện nguyện viên, các dòng tu và các cơ quan nhân đạo đang làm việc một cách anh hùng để giúp các anh chị em bệnh tật. Ngài thêm: "Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho họ và những ai đã mất mạng." Trước bài nói của Đức Giáo Hoàng, Tổ chức Caritas Internationalis tuyên bố một cuộc họp đặc biệt vào ngày 4 tháng 11 để phối trí tăng cường công tác cứu trợ công giáo chống lại trận dịch, đặc biệt ở Tây Phi. Quý ông bà, cha mẹ và các anh chị thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Chúng con xin kính chúc quý ông bà, cha mẹ và các anh chị luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, và xin hẹn gặp quý ông bà, cha mẹ và các anh chị trong chương trình kỳ tới.